Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 33. Ở bài này chúng ta sẽ học về Cosquid Stationary Base in C Major, nghĩa là chúng ta sẽ học những hợp âm mà ngân dài hơn ở bé tay trái, bé Base, tức là khóa pha đó. Thì đối với giọng đô trưởng thì chúng ta sẽ có những hợp âm như thế này. Bây giờ thì cô giới thiệu qua phần trên nhé, cho các con nắm được phần lý thuyết này trước khi vào bài. Tay trái là đồ mi xón và chỗ này là đồ mi xón, vang cùng một lúc ngân ba phách này. Tiếp theo đồ pha xón và đồ pha xón cùng một lúc hợp âm này. Rồi hợp âm tiếp theo ba nốt đồ mi xón cùng lúc. Và hợp âm tiếp theo đồ pha xón cùng lúc. Và hợp âm tiếp theo nữa là đồ mi xón cùng lúc. Và hợp âm này chúng ta sẽ ngân dài thêm một phách nữa nhé. Đó. Thế thì ở trong bài The New World Symphony này thì các con sẽ học hợp âm này được ngân dài bao nhiêu phách đây? 4 cộng 4 cộng 4. Như vậy là tổng cộng 12 phách tất cả chúng ta sẽ ngân dài tay trái. Đó, đó là cô giới thiệu qua nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đọc nốt của khóa son. Nhịp 44 này. 1 2 3 4 mi 2 3 son son 2 3 mi 2 3 re đô 2 3 4 re 2 mi 2 son 2 3 mi re 2 3 4 1 2 3 4 mi 2 3 son son 2 3 4 mi 2 3 re đô 2 3 4 re 2 mi 2 re 2 3 đô đô 2 3 4 1 lặng 2 3. Đấy. Lặng chỗ này là lặng. Chúng ta sẽ ngắt tiếng hai phách. Đến phần khóa pha thì các con sẽ đọc là đô xón 2 3 4 này. Đây là hợp âm cùng lúc nhé. Mi 2 3 4 son 2 3 fa mi 2 3 4. Chỗ này có 3 nốt cùng lúc. Đồ pha son vang lên cùng một lúc và ngân dài 2 3 4 này. 1 2 3 4 1 2 3 4. Sau đó chúng ta sẽ ấn lại đồ pha son một lần nữa ở đây. Và hợp âm này là đồ son. Ngân 4 phách. Mi 2 3 4 son 2 3 fa mi 2 3 4 đô fa son 2 3 4 1 2 3 4 đô mi son 2 3 4 đô lặng 1 2. Đó, như vậy là phần nốt nhạc ở khóa son và khóa pha cô đã giới thiệu xong cho các con bài Theme from the New World Symphony rồi. Sau đây thì các con cùng nhìn cô chơi trên đàn và chúng ta luyện tập theo nhé. Bài này thì cũng hơi nhanh đấy, nên là các con cũng cần phải luyện tập từ chậm, sau đó chúng ta tăng dần tốc độ lên thì chúng ta sẽ chơi được thôi. Nào, sau đây cùng nhìn cô nhé. Ở phần khóa son thì chúng ta sẽ đặt ở vị trí đô trung tâm này. Và nốt đầu tiên là nốt mi ngón số 3. Rồi, cô sẽ bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Mi, 2, 3. Son, 2, 3, 4. Mi, 2, 3. Mi, 2, 3, 4. Mi, 2. Mi, 2. Son, 2, 3. Mi, 2.
một hai ba bốn. Trắng có 3 phách, nên vừa rồi cô đọc 3 lần lặng lặng lặng, tức là nghỉ 3 phách nhé. Tiếp theo thì phần tay trái chúng ta sẽ đặt vị trí đô thấp. Đây là đô trung tâm và đô thấp ở vị trí dưới này. Thì khóa pha chúng ta sẽ chơi đồ xón cùng một lúc với nhau. Bây giờ thì cô sẽ xuất phát và làm mẫu đều nhé. 1 2 3 4 Ở nốt cuối cùng trong bài này đối với khóa pha thì chúng ta có nốt đô và có số 8 được viết ở dưới. Thì khi có ký hiệu này, các con sẽ chơi vào cái nốt cách cái nốt được ghi đó thấp quả 8. Đáng nhẽ là nốt đô này thì chúng ta sẽ lùi về 8 nốt là đô này. Đó là chúng ta sẽ chơi cách với nốt đó một quãng 8. Bây giờ cô Vân sẽ chơi hai tay cùng nhau để cho các con nghe nhé. 1 2 3 4 2 3 Sau đây thì cô sẽ làm mẫu với phần nhạc beat. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Ở bài này tốc độ tác giả lấy khá là nhanh. Khi chúng ta đếm thì chúng ta sẽ đếm là 1, 2, 3, 4. Và chúng ta đếm như thế cho quen nhịp rồi các con luyện tập nhé. Như vậy cô đã hướng dẫn xong cho các con bài trang 34. Chúc các con luyện tập bài này thành công. Chào tạm biệt các con.